Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò ném số và thực hiện phép tính. Nào, ok, nào con ném đi, đứng đây ném nào. Ồ, chưa rơi cái nào à? Ờ, tiếp, rồi ném tiếp. 4 đâu? 4 đổ à? Ờ, rồi, ok, nào thì lấy 4. 4 bị rơi. 4 rồi. 4 bị rơi. Vừa xong con có 3 rồi mà, vậy thì 3 cộng 4. Rồi, ok. Cộng 4, rồi. Con cứ để nắp đây, không cần phải nắp lại. Đã, tí nữa xong rồi mình nắp. Nói tiếp mà. Người kia nó hết mực. À, xả hết mực ở rồi thì mẹ đẩy vào. Đúng rồi đấy. Tiếp nào, đặt vào xong ném tiếp. Bóng đâu? Bóng đi. Con làm đến 10 lần nhé. Ờ, không có, cộng 0. Rồi, cộng 0, tiếp. Cộng mấy nữa? Không. Cộng 0, tiếp. Không, con làm chỗ ô đi. Rồi, cộng 0. Tiếp nào, 4 lần rồi. Còn mấy lần nữa nhỉ? Không tiếp, còn mấy lần nữa? Còn 5. Wow. Wow. Cộng mấy đấy? 5. Ừ, cộng 5. Cộng 3. Còn 4. Rồi còn 4 lần nữa, đúng rồi. 4 ít thế. Còn 4 lần nữa thôi. Wow. Số mấy rồi? 7. Nào, lấy số 7 vào. Con lấy số 7 ra con nhìn lại thôi nào. Con lấy thẻ số 7 ra con nhìn thôi nào. Đấy, cái đằng sau đó, con lấy ra con xem lại đi. Cái này, thẻ số 7 này. Ừ. Con thấy đúng chưa? Đúng rồi. Ừ, nhìn này. Check, check, check. Đúng chưa? Is it right? Nào, còn mấy lần nữa? 3. Ừ, còn 3 lần nữa. Ô, cộng mấy? 0. Ừ, cộng 0. Rồi, tiếp. Còn mấy lần nữa? 0. Còn mấy lần nữa? Còn 2. Ừ, còn 2. Còn thế không thì con ném một phát thì đến âm. Wow. Cộng mấy đấy con? 3. Có một lần nữa. Rồi, cộng 3, còn có một lần nữa thôi đúng không? Vậy lần này sẽ ném được vào số nào đây? Con nhìn số 3 thế nào? Được. À, ok, ta. Nào, lần này sẽ ném vào số nào đây? Số. Cái đếm đi. 1, 2, 3, 2. Wow. Mấy? Mấy? Có một, có một. Vừa xong con ném được rồi mấy? Rồi, ok, nào, số bao nhiêu? 10. 10 mấy? Rồi, con viết lại số 2 ra rõ ràng ra. Đủ chưa?
Đủ số lần chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Rồi, cộng, bây giờ mình cộng nào. Mình thực hiện theo cộng nha. Nào con cộng nào. Đủ 10 lần rồi con. Thực hiện theo cộng nào, nhanh. Mình có 10. Mấy? 3. 3 cộng 4 bằng 4 bằng 3 cộng 4 bằng mấy? Bằng 3 bằng 7. Chuẩn. Cộng 7 cộng 0. 0 bằng 0. Ừ. 0 cộng 0 bằng 0. Mấy mấy? Đây. Đây là mấy rồi? 3 cộng 4 bằng? 3 cộng 4 bằng 7. 7 cộng 0 bằng 7. 0 cộng 0. Vừa đến đây là 7 mà. 7 cộng 0 bằng 7. 7 cộng 0. 7 cộng 0 bằng 7. Ừ. 7 cộng 5. 7 cộng 5 bằng 13. Mười mấy? 12. Chuẩn. 12 cộng 7 bằng 18. Cộng lại thế nào? Bằng 19. Chuẩn. 19 cộng 0 bằng 9. 19 cộng 3 bằng 10. 42. Bằng 22. Chuẩn. 22 cộng 12 bằng 22 bằng cộng 12. Tức là bằng 22 cộng 10 cộng 2 đấy. 22 cộng 10 bằng bao nhiêu? 22 cộng 10 bằng 22 cộng 10 bằng cộng 10 bằng 22 cộng 10 bằng 23. 22 cộng 10 bằng 33. Chờ, 22 cộng 10 bằng 3. 3. 3 mấy? 22 cộng 10 bằng 23. 22 cộng 10. 22 cộng 10 bằng 33. 3 mấy? 33. 34. 32 mà. 32. Đúng không? 22 cộng 10 bằng, mẹ cho cộng 10 thôi nhá. Bằng 32. 32 cộng thêm 2. Cái 2 à? Ừ. 32 cộng 2. 32 cộng 2 bằng bằng không ai nhớ bằng bằng 35. 22 cộng 2 bằng 35. 2 cộng 2 2 cộng 2 bằng 4. Vậy 32 cộng 2 32 cộng 2 bằng 23. 34. Chuẩn. Nào, viết số 34 vào đây. 3. Chuẩn. Tuyệt vời quá. Nào, con viết số 34 vào. 30 nè. 3. 10. 4. Wow. High five nào. Yes. Nào, high five cái nữa. Yes. Yes, 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 yes. Con muốn chơi nữa không? Được. Yes. Con muốn chơi nữa không? Không. Không, ok, vậy cắt nhá. Thank you.